Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Nam Mô A Di Đà Phật Trong buổi tối giảng Pháp hôm nay Sông sẽ giảng về chủ đề hướng dẫn hành thiền Kính mong quý Phật tử chú ý lắng nghe Để mình biết cách công phu hành thiền là như thế nào Và trước khi vào thời Pháp Thoại Con kính thỉnh Sông cùng với chúng con Trì tụng một biến chú Phật đỉnh Tôn Thắng Đà Ra Ni để cầu nguyện cho hết tải ba tánh chúng sanh đều được an lành tật bệnh mau chóng tiêu trừ những ai đã quá vãng xin cầu nguyện vãng sinh tây phương cực lạc quốc hoặc siêu sanh về cõi an lành nam mô a di đà phật nam mô bà ra phà tê sạc

Saravata tagada abalokine savata mate sata bamanita bare borane na sa umi bara disite tata rasana maha mi dare samasana

ဒေစနာဒေစေတဆေဒေစေဒေဟွာရိရိဟွာရိဒေဘဟွာရိရိယဟွာရိဒေဝါရိရာကပေဇဇကပေတိယဇကပေ गिजी जो ना गातेजो ना भावे जा साम्भाना रामी मामा सारा फानजा बी बर सिद्ध सारा ओाफी मे साई सारा फादा मे sa ma sa pha sa san te sa va ta ta ga da sa ma sa pha ra di si te um. sát ja, di da ja, sát di da ja, bút di da ja, bút di da ja, vi bút di da ja. vi bút di da bồ đề da ja, bồ đề da ja, vi bồ đề da ja, vi bồ đề da ja, mô ca da ja, mô ca da ja, vi mô ca da ja, vi mô ca ja. da da, si tà, da. hi dara vi si dara samanta tat vi mo kaza, ja samen dara same re si de sarava ta ta ga da samara re da sa, 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 sa disana disite me dare maha me dara bana disite sava Nam Mô A Di Đà Phật Hôm nay tôi sẽ trình bày về cái sự hướng dẫn hành thiền Đây là một cái chương trình có phần trọng đại Có những cái sự quan trọng để chúng ta thực tập, tu tập về các cái môn thiền học có thể là tôi có chút ít cái khả năng trình bày cái cái phần phân giải từ và cái ý nghĩa của nó nhưng mà cái phương pháp hay là công thức này thì thực sự đều từ những vị cao tăng à, trước mà trong cái cái bản dịch trình bày hôm nay là của hòa thượng Ma Si và Si Lăng Năng Đa à, và cái theo cái bản dịch của ông hòa thượng Kim Triệu và thì theo Khánh Hỷ Trần Minh Tài thì tôi thấy rằng đây là một cái bản trình bày nó rất là nghĩa là đầy đủ và chính xác nhất nó thuộc về cái thiền minh sát nhưng mà ở đây chúng ta chưa nói đến những cái quả vị hay là những cái nắp tâm nhưng mà hướng dẫn cái cách thực hành trình bày cực kỳ tinh tế và chính xác nếu mà chúng ta biết cái sự quan trọng trân trọng nghe thì chỉ một lần này chúng ta có thể nắm bắt được cái phương pháp để tu tập À, suốt cả quãng đời còn lại của chúng ta và chúng ta có thể hy vọng rằng mình có thể đạt được cái kết quả ừ. cho nên mong các Phật tử cũng như các bạn nghe trong cái chương trình bữa nay thì hãy cố gắng để mà chú ý ừ. bởi vì ở đây là cái sự thực dụng cái sự đưa vào cái cái thẳng vào trong sự tu tập chứ không phải là cái lý thuyết vì thế như trong những cái cách mà thuyết trình này thì nó có nhiều danh từ nhiều cái từ ngữ mà chúng ta phải cần nhớ cần nối tiếp và không thể bỏ bất cứ một cái 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 từ nào một cái câu nào trong cái hướng dẫn này bởi vì sự hướng dẫn này nó đưa đi đến cái sự chứng đắc ừ. nếu chúng ta theo đúng trong cái sự hướng dẫn của cái ngôn ngữ trình bày này thì chúng ta nhất định sẽ có cái kết quả mong muốn và cái kết quả này các phật tử các bạn nghe cũng biết là nó quan trọng đến mức nào cả một cái kiếp người cả một cái hành trình để đi lên trên con đường giác ngộ hay là giải thoát chứ nếu chúng ta nghe sai thì có lẽ là chúng ta cũng sẽ bị hành sai và nếu chúng ta hành sai thì chúng ta chẳng những nó sai lầm mà chúng ta còn tưởng tượng rằng chúng ta đã hành xong hành đúng cho nên lấy cái sai mà làm cái đúng thì chúng ta có cái tính chất mất mát cả hai và chúng ta không có gì để bù đáp lại được cho nên mong các bạn phải chú ý đây là cái thiền gọi là minh sát thực dụng chứ không không phải giống như là trong 16 cái cái uh, nát tâm 16 cái cách để minh sát tệ ở sau này tôi cũng sẽ giảng lại cái 16 cái uh, cái minh sát tệ ở trong trong cái mà chúng ta thường biết Thực tập thiền minh sát là nỗ lực quan sát trong chánh niệm để thấy rõ ràng và chính xác bản chất của các hiện tượng tâm và vật lý đang xảy ra. <laughs> chúng ta chánh niệm. Ở đây chúng ta không nói đến cái từ vô niệm mà chúng ta nói đến cái chánh niệm bởi vì nó có chủ đề, có mục đích và có cái theo cái sự hướng dẫn của những cái tiến trình tâm thức vừa cái sự ứng dụng và để thấy rõ chính xác chúng ta thật sự thấy rõ chứ không phải là nghe rõ không phải là biết rõ mà thấy rõ cái cái bản chất thật đó, trong cái hiện tượng tâm và vật lý tâm tức là những cái xảy ra của thấy của biết và vật lý tức là những cái đối tượng ví dụ như hơi thở hay là cái cơ bụng, hay là cái khi mà bụng phồng lên, sẹp xuống, hay là chúng ta nghiêng mình, hay là chúng ta cựa quậy hay bất cứ cái gì. Trong đó không bỏ sót một cái chi tiết nhỏ nhất của chúng ta khi mà chúng ta chuyển động. Đó. Cái điều này nó rất lạ lùng nó sẽ đưa đi đến chúng ta có thể giác ngộ về cái vô ngã ngay lập tức. Và và đây là một cái điều mà các bậc thiền sư uh, cao thượng các ngài đã đã đạt đã vượt qua và để lại cho chúng ta những cái công thức những sự hướng dẫn như thế này thật là rất quý báu và chúng ta vô cùng cảm ơn cảm kích các ngài ừ. bởi vì kinh điển ấy thì thực sự có rất nhiều và cái phương pháp người ta chỉ nói như vậy thôi còn cái cách thành À, hoặc nghĩa là tỉ mỉ thì ít có ai mà chỉ rõ cho chúng ta, cho nên chúng ta phải cần chú ý ngay từ lúc đầu. Các hiện tượng vật lý là những đối tượng mà thiền sinh có thể cảm nhận trên thân thể, mình cảm nhận chính thân thể mình, mình chánh niệm vào cái thân thể mình, chứ không phải là ngoài toàn cơ thể là một tập hợp vật chất, tức là Rupa đó, tức là vật chất. Nó là những cái tập hợp vào cơ thể đó mà rồi chúng ta sẽ thấy sự tập hợp đó như thế nào và đồng thời cái cái tính chất chúng ta phải theo dõi từng cái chuyển động như thế nào để chúng ta thấy là sau đó chúng ta sẽ quát nhiên chúng ta thấy như vậy là mình hoàn toàn mình không thể có cái tôi được và chúng ta sẽ cảm biết được cái từ vô ngã là cái chỗ nào đó. Còn ngoài ra thì chúng ta thường thường hay nói theo cái suy lý, nghĩ tưởng và tưởng tượng nhưng mà thật sự chúng ta không biết được cái đích điểm của cái cái không tôi như thế nào đó ừ. cho nên nói có hiện tượng vật lý là những đối tượng mà thiền sinh có thể cảm nhận trong thân thể chứ không phải cảm nhận ngoài thân thể tức là từ cái sự thân thể mình chuyển động thân thể mình nghiêng mình dựa hay là mình có thể mình đổi tư thế hay là mình thở hay là cái bụng phồng lên xẹp xuống và trong lúc chúng ta muốn thay đổi chúng ta đều biết cái sự chuyển tiếp ở khoảng giữa cái biết này nó luôn luôn liên tục nó không có kẽ hở cho nên sau đó chúng ta sẽ không thấy cái tôi ở chỗ nào ấy cả bởi vì toàn là tất cả những ý thức sanh khởi và ý thức này là do chúng ta khởi sanh lên chúng ta thiền ha và chúng ta sẽ thấy cái cách hành thiền nó nó kỳ diệu đến mức nào chúng ta sẽ thấy rõ các hiện tượng tâm vật lý hai danh và xác này mỗi khi có sự nhìn nghe ngửi nếm xúc chạm hay suy nghĩ bởi vì chúng ta nó nằm ở trong cái chỗ chúng ta thấy và chẳng những chúng ta thấy rồi chúng ta còn phải nói nữa ví dụ chúng ta nói nhìn nhìn hay là thấy hay là nghĩ hay là vừa biết cũng giống như chúng ta thấy nó phòng phòng xẹp xẹp bởi vì nó ở đây nó khóc hơn tất cả cái thiền khác là nó không không phải hoàn toàn im lặng mà chúng ta phải khởi cái ý là nói lên cái điều đã xảy ra vì chính chính chúng ta nói lên điều xảy ra cho nên sau này nó không còn gì để ghi nhận nữa nó không còn nó chỉ chứng cái điều giữa cái khoảng xảy ra và cái gì mà chúng ta không biết được chứ nó không phải xảy ra cái tôi có tôi làm tôi nói tôi thành nó mất cái sự nhớ lại cũng như hồi trước tôi có nói về khi mà chúng ta hiểu được cái 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 thọ ấm thì thật sự chúng ta cũng biết được cái bản ngã không có thật và điều đó nó 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 vô cùng quan trọng trong khi cái sự nghiên cứu học hành của chúng ta chúng ta tốn rất nhiều thời gian và có khi có khi suốt cả cuộc đời mà chưa chưa nắm được à, chúng ta bỏ không biết bao nhiêu nghĩa là những cái 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 sự mất mát trong cuộc sống này để đi học đạo nhưng mà rốt cuộc rồi chúng ta mất cả hai nghĩa đã 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 mất cái cuộc đời mất cái cuộc sống nghĩa là phù du ảo mộng mà chúng ta còn mất cả một một cái sự thật không tìm được không tìm được chân lý và rồi cái không tìm được đó lại làm chúng ta hỏng trong cái ý nguyện để mà tu chứng ai để mà à, chúng ta có một cái 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 thực tại nghĩa là giác ngộ đó đó là điều chúng ta nó rất đáng thương tâm và nó rất là đáng sợ hãi khi cái sự mất mất liên tục quá nhiều như thế ừ. cho nên nói chúng ta phải thấy rõ các hiện tâm và vật lý hay danh sách, mỗi khi có sự nhìn nghe ngửi nếm, xúc chạm hay suy nghĩ ra chúng ta phải nhận biết những hiện tượng này bằng cách quan sát và ghi nhận thầm. Ví dụ như chúng ta thấy, thì chúng ta phải nói là thấy, thấy, hay là nghe, nghe, nghĩ. Chúng ta phải nói thầm, chứ không phải là chúng ta nói lớn tiếng, nhưng mà chúng ta phải... Bởi vì cái cách hành thiện này nó là kèm theo chúng ta phải xác định cái từ, cái danh từ. Bởi vì khi chúng ta nói cái danh từ và cái 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 trạng thái xúc cái trạng thái mà có đang xảy ra đó, đó thì thì nó sẽ vượt qua cái sự cái, cái cái sự cái tôi mà sau này lần lần ở trong cái chương trình này sẽ dẫn dắt chúng ta chúng ta sẽ tự thấy điều đó một cách không khó khăn vậy cả đó. mỗi khi nghe mỗi khi thấy nghe, ngửi, nếm, đụng chạm hay suy nghĩ thiền sinh đều phải ghi nhận. Nhưng khi mới bắt đầu thực tập, thiền sinh không thể ghi nhận được từng chuyện xảy ra. Bởi thế, các thiền sinh mới chỉ nên tập ghi nhận những gì để nhận ra mà thôi. Đó. Chúng ta chỉ nhận ra những điều gì chúng ta nhận ra, chứ không phải chúng ta ghi nhận hết tất cả cái số mục đó. Cái khác nhau là chúng ta nhận ra, nhận cái xảy ra nhận cái sự tương tác hay là cái liên tục khoảng giữa và từ điểm này cho đến điểm này khoảng giữa và tất cả mọi cái đó chúng ta đều phải nói lên phải có cái từ như ở sau này sẽ hướng dẫn mỗi khi thở bụng phồng lên và xẹp xuống các chuyển động này thường dễ nhận ra ví chung chúng ta thở thì luôn luôn lúc, lúc nào thì cái bụng nó cũng phải phồng lên nhưng mà cái người không tu thì dĩ nhiên nó không có để ý bao giờ nhưng mà cái người tu mà không không xác định ở trong cái pháp này thì thật sự rồi cũng bỏ qua chúng ta cũng không biết cái phòng lên lúc nào và xẹp xuống lúc nào nên, nên sự chuyển động này là đặc tính của gió vasudha thu tức là cái, cái cái tức là cái đặc tính của sự chuyển động yếu tố chuyển động hai là yếu tố gió Thiền sinh nên bắt đầu ghi nhận những chuyển động này Bằng cách chú tâm quan sát bụng Tức là trong khi chúng ta ngồi Chúng ta ngồi bằng cách nào thì tùy ý Hoặc là theo những cái phương pháp ngồi Kêu bằng chính truyền, cổ truyền Và chúng ta sẽ ngồi xếp bàn Hay là ngồi theo kiểu Nhật, kiểu Thái Lan hay gì cũng được Nhưng mà chúng ta phải ngay ngán đường hoàng Và chúng ta sẽ thấy cái bụng nó phồng lên và xẹp xuống chúng ta phải theo được những cử chỉ đó những cái cử động đó nhưng mà chúng ta theo đó lại kèm theo thấy cái thấy và cái phát âm nó rất rõ ràng thì ở đây mỗi cái chuyển tiếp như vậy thì đều có cái cách để hướng dẫn đó cho nên cho nên cái 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 thiền này thật sự là nó sẽ đưa chúng ta đến cái điểm chính xác cuối cùng cho chúng ta vỡ ra được được cái tính chất vượt qua. Bạn sẽ thấy bụng phồng lên khi bạn hít vào và xẹp xuống khi bạn thở ra. À. Khi bạn phùng khi bụng phồng lên, bạn ghi nhận phồng, phồng phồng và khi bụng xẹp xuống thì ghi nhận xẹp, xẹp xẹp. Đó, bởi vì nó cái cử động đây là cử động đầu tiên mà tất cả cái cái sinh lực cái cuộc sống của chúng ta không ai không có phòng và sẹp đó là cái sự chuyển động của, của, của khí của hơi thở nhưng mà chúng ta là bỏ qua chúng ta thấy đâu có gì quan trọng đâu thô nhưng mà trong thiền á trong cái yosana minh sát á thì lại biết được cái đầu mối của nó từ ở đâu và chúng ta sẽ bắt đầu từ đó và chúng ta sẽ thấy được cái 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 tính chất lên và xuống trong khi chúng ta biết cái cách đếm theo 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 từng từng cái nhịp chuyển và và cái cái niệm chúng ta nói thầm thôi chẳng hạn như chúng ta nói phầm xẹp chúng ta không có nói lớn nhưng chúng ta nói rất nhỏ và nói nhẹ thôi khi cái bụng chúng ta lây thì cùng một lượt với cái từ phòng khi mà cái bụng xẹp xuống thì cùng một lượt với cái từ xẹp và chúng ta nói như vậy đó rồi lần lần chúng ta sẽ thấy cái cách nói này nó sẽ tác dụng như thế nào phòng hay phầm phòng phầm, phầm. chúng ta thấy tức là phầm lên xẹp xuống đó hoặc là xẹp xuống thì ghi nhận xẹp 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 nếu không thấy được chuyển động phầm xẹp thì hãy đặt tay lên bụng để ghi nhận nếu mà chúng ta mới quá hoặc là một người mà chưa từng thiền chưa từng biết thì lúc đầu chúng ta thấy không rõ còn nếu chúng ta dễ dàng đi vào được cái cái nghi thức này thì thật sự chúng ta không cần để tay nhưng mà bây giờ chúng ta để tay thì chúng ta thấy rất rõ ràng chúng ta để để tay mà để tay ra cái bụng đó, đó ra cái... đây này để tay đừng có nói để tay ra cái bụng chứ không phải để tay thiền đó đó đây là cái chi để cho mình ý thức mình mình thấy. Đó. Nhưng mà nếu khi chúng ta thấy tự chủ được định tâm được cái cái phút đầu này thì chúng ta không để cũng được. Đó. Nhưng mà đây là những người mà họ sơ cơ quá, nó chưa từng làm lần nào và chúng ta để thấy để chúng ta thấy cái thấy cái thấy cái hơi thở cái tính chất phòng và xẹp chúng ta đều thấy rõ nhưng mà chúng ta chỉ nói phòng và xẹp thôi mà chúng ta phải nói cho đúng về khi mà cái bụng nó phòng lên hay nó xẹp lên chúng ta nói rất nhỏ phòng phòng hay là chúng ta nói với ý nghĩ hoặc là nói thầm thôi bởi vì nói cái nói này không phải là chúng ta nói bên ngoài nhưng mà chúng ta nói với cùng một lượt với cái đó chúng ta cùng một lượt với cái phòng xẹp đó nếu không thấy được chuyển động phòng xẹp thả đặt tay liên bụng để ghi nhận. Không nên thúc ép hơi thở. Đó, chúng ta kỵ là không nên dồn nén và rắn làm cho hơi thở như thế này thế kia. Bởi vì nó không đúng Nó như thế nào, hãy để cho nó như thế đấy. Cái này là lạ là chúng ta không phải hướng dẫn hơi thở, không phải chuyển, không phải tập luyện. Nhưng mà chúng ta phải thấy cái tính chất tự nhiên của nó. Thì sau này chúng ta bước bước đạt được cái cái hiệu ứng của nó đừng cố ý thở chậm hay nhanh cũng đừng thở quá mạnh đó. bởi vì đây là hướng dẫn hành thiền mà cái sự hướng dẫn này á thật sự được điều của những vị thiền sư đã đắc đạo hay là như của ngài ma si đó thì ngài đã đạt chứng trong cái pháp thiền định này rồi vì thế cho nên sự hướng dẫn không thể sai được đừng cố ý thở chậm hay nhanh cũng đừng thở quá mạnh bạn sẽ mệt nếu bạn thúc ép hơi thở đó mình sẽ làm cho mình có một cái gì nó nó, nó khó khăn mệt nhọc bởi vì cái cố gắng đó, đó cho chúng ta không có gì cố gắng hết cả đó. bạn sẽ mệt nếu bạn thúc ép hơi thở thở điều đạn bình thường và ghi nhận phòng xẹp thì chúng xuất hiện hãy niệm thầm phòng xẹp không niệm ra lời đó. không nên niệm mà to quá ra lời quá bởi vì nó sẽ bị cái âm thanh nó chiếm một cái phần của chánh niệm giữa chúng ta trong việc hành thiền minh sát việc định danh cho một hiện tượng không thành vấn đề mình không thể định danh không thể xác định nó là cái gì cái gì không chấm điểm mà chỉ quan sát và nói cái tướng như thật của nó thôi tức là cái tướng đang là đó cái tướng nó, nó như chuyển động của chính nó chứ không phải là chúng ta đặt tên đặt danh nó là cái gì chúng ta bắt buộc lắm thì chúng ta phải nói cái phòng hay cái xẹp để sau này nó tránh cho chúng ta những cái chuyện về sau điều quan trọng là biết hay thấy chúng ta thấy ghi cái cái quan trọng là cái biết mình đang biết mình làm gì đang biết rõ ràng và đang biết mà yên lặng mà không có thêm một cái cái niệm gì sợ trong cái biết đó và cái thấy thì tức là đưa cái cái chỗ tầm nhìn chìm sâu vào bên trong được chính xác khi nó cùng lên cùng xuống cùng lên thì chúng ta thấy phòng thấy phòng thì nói phòng xếp là nói phật bây giờ ở đây nó kèm theo cái tiếng nói Kèm em thay một cái âm thanh chìm tức là cái 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 niệm của chúng ta chứ không phải là nói lớn nhưng mà nếu chúng ta không nói vậy chúng ta hoặc là sẽ ngủ gục hoặc sẽ quên hoặc là nó thiếu một cái pháp tinh tế để mà sau này chúng ta kết thúc được ừ. khi ghi nhận sự phòng của bụng hãy ghi nhận chuyển động chúng ta thấy không? người ta hướng dẫn rất chứ không phải là nói hãy ghi nhận sự chuyển động bởi vì cái động của nó như thế nào nhưng mà chúng ta không tự đặt điều hỏi hay là đáp gì cả chúng ta phải ghi nhận cái sự chuyển động phòng từ lúc bắt đầu cho đến khi chấm dứt ừ. Ừ. hãy ghi nhận chuyển động phòng từ lúc đầu cho đến khi chấm dứt phải ghi nhận kỹ càng như thấy bằng mắt bởi vì lúc đó con mắt chúng ta là con mắt ở trong tim, trong tâm Chứ không phải là thấy bằng cái mắt này Nhưng mà chúng ta thấy rất rõ Cũng như bây giờ thật sự chúng ta thấy rất rõ Chuyện đó không khó Nhưng mà chúng ta phải đi vào cái sự tinh tế này Nó rất lâu dài và tránh khỏi những cái nếp gấp Những cái tính chất vấp Phải những cái không cần thiết Rồi chúng ta kèm vô đó Thì nó sẽ loãng đi Cũng như giống như trong một thang thuốc mà bỏ dư những cái thứ thuốc không cần thiết thì nó cũng làm mất cái hiệu ứng của của thang thuốc đó đi tâm ghi nhận phải đi song song với chuyển động phòng và bụng chúng ta thấy không cái tâm ghi nhận nó nó phải cùng với khi phòng thì chúng ta biết là phòng mà xẹp thì chúng ta biết phải nếu mà là thêm cái lời nói nữa phòng xẹp không xẹp là trải thật chậm thật vừa thôi đó. mà trong đó thật sự cùng với sự ghi nhận chứ không phải là không biết hay là hay là chúng ta thấy xuông thôi ừ. sự chuyển động và tâm ghi nhận phải gắn bó và hướng về cùng mục tiêu cho nên sự cái chuyển động tức là cái tự cái vô tư của cái sự phòng lên xẹp xuống ừ. và cái ghi nhận phải gắn bó trong cái sự hướng về hướng về cái 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 mục tiêu là chúng ta phải đạt được cái điều đó nó sẽ 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 chính xác của chính nó. Cái mục tiêu này là mục tiêu chính ở trong cái vấn đề xảy ra đó. Tâm phải dấn sát vào đối tượng như hòn sỏi ném trúng vào đích vậy. Tức là chúng ta phải ném cũng giống như ném hòn sỏi vào chính. Cái tâm chúng ta ngay vào cái cái điểm đó. Chứ chứ không phải là chúng ta nói mà chưa phòng hết mà chúng ta đã nói sẹp hay là đường sẹp mà chúng ta nói phòng phẩm thì chúng ta vừa nói phẩm Nhưng mà nó vừa đi cùng hơi thở Và cùng cái thấy và biết của chúng ta Nghĩa là nó nhịp nhàng Bởi vì trong này có sự tế nhị Nếu mà chúng ta tặc ra một xíu ấy, Thì thực sự cái sắc na tâm đó Nó lại có cái khóc Nó có khóc mà chính cái khóc này Sau này chúng ta sẽ lờ mờ Chúng ta không rõ ràng Tâm phải dán sát vào đối tượng Như hòn sỏi nếm trúng vòng đích Ở giai đoạn sẹp của bụng thiền sinh cũng phải ghi nhận rõ ràng kỹ lưỡng như vậy, nghĩa là phòng hay là sẹp, khi phòng lên thì chúng ta thấy phòng lên và chúng ta nói phòng phòng, chúng ta nói nhỏ, chúng ta nói cùng một lượt thì sẹp chúng ta sẹp, đó. đó là niệm thân suba nuvasana, tức là niệm thăng, Yuvva, uh, vatsana. Vatsana là cái 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 thuộc về niệm, niệm thăng. Trong khi ghi nhận chuyển động của bụng, tâm bận có thể bị phóng đi nơi khác, như là mình gọi là vọng tưởng hay là tự tưởng như mình quên đi hoặc là mình lúc đó một cái gì mạnh quá nó tới rồi mình mất đi một nhịp hay là hai nhịp của thở. Nhưng mà chúng ta nhớ là chúng ta nên tinh tế và cẩn thận, yên tĩnh để theo dõi thôi, chứ cũng không phải cố gắng hay là nín thở hay là mình tăng mình hay mình làm một cái gì để cho nó bị bức xúc. Đó. Trong khi ghi nhận chuyển động của bụng, tâm bạn có thể bị phóng đi nơi khác, tức là tâm không còn dán sát vào bụng, tức là tâm, tức là cái biết đó, cái biết chúng ta biết nó dán sát vào cái 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 khoảng từ bụng phồng lên hết rồi nó sẹp nó sẹp nó xẹp nó xẹp như thế nào thì cái tâm mình nó dán sát nó tức là cái thấy hay là cái biết đó. nó dán sát vào đó và nó đập đó. đó cho nên cái tâm này không thể nó có cái vọng mà trồi lên được và sau này chúng ta sẽ biết cái kết quả nhanh chóng thôi nó sẽ xảy ra khi phóng tâm phải niệm thầm phóng tâm phóng tâm phóng tâm cho nên khi đó Hãy cái câu này để các bạn thấy này tâm khi ghi nhận chuyển động của bụng Tâm bạn có thể phóng đi nơi khác Tức là tâm không còn dán sát vào bụng Khi bị phóng tâm Phải niệm thầm Khi phóng tâm mình cũng biết nó phóng tâm Nó vừa phóng tâm Thì mình cũng theo dõi phóng tâm Phóng tâm Phóng tâm bởi vì cái quan trọng này là cái 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 cái, cái niệm cái sự biết của mình đó giám sát vào tất cả các cái động cái chuyển động của của thân vật lý này đó. bởi vì thân tâm này sau này nó sẽ không có thể tách lìa nữa và nó mất hút và chúng ta không còn nói cái sự thôi là hay này cái gì nữa đâu chúng ta sẽ biết nha ở trong cái bài này họ cũng chỉ cho chúng ta thấy điều đó à. trong khi chúng ta cố cãi với nhau là có ngã không ngã tôi rồi này kia nó rất là mệt nhọc và mất thì giờ trong khi nếu chúng ta hành thiện đúng mức thì chúng ta sẽ chứng đắc điều đó thật sự là không khó khăn bởi vì chúng ta đã đi sát vào tất cả những cái gì nó xảy ra hoàn toàn không có ngã Đúng. ghi nhận như vậy một hai lần thì sự phóng tâm sẽ chấm dứt bởi vì sự phóng tâm mà chúng ta đã biết chúng ta nó phóng tâm phóng tâm phóng tâm tức là nó vừa thoát ra nó thoát ra chúng ta không kèm giữ được bởi vì ít nhiều gì thì chúng ta cũng có một cái sự ngưng ngưng đậm để 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 giữ nín lại nín lại để thấy được cái phòng xẹp và để niệm để nhớ cho đúng với cái, cái, cái pháp tu nhưng mà dù chúng ta kèm gì một hồi cái nó, nó phóng ra thì chúng ta liền thấy cái phóng ra phóng ra phóng ra nếu chúng ta niệm theo cái cái sự phóng tâm nó một hai lần thì nó cũng sợ nó cũng chán bởi vì nó 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 hết ra chỗ nào chúng ta đều biết hết cả thì chúng ta mới thấy giữa cái tính chất quan tưởng của vọng tưởng nó phát sanh và cái tính chất chú tâm của cái 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 chánh kiến của mình như thế nào đó. cho nên cái pháp này nó rất kỳ đặc là chúng ta ngay cả trong tu đó chúng ta có thể thấy được thấy được tất cả cái chuyển động của vật mà thấy được cái tâm dao động của tâm rồi thấy được cái cái tính pháp phá hoại của những cái niệm nghĩa là không phải chúng ta mà nó nó xảy ra tức là một cái vọng tưởng hay là gọi là phóng tâm đó, chúng ta thấy biết hết đó ghi nhận như vậy một hai lần thì sự phóng tâm sẽ chấm dứt tức là chúng ta hãy nhớ đọc lại hết cái đoạn này để chúng ta không có quên là chúng ta mới nghe trong khi ghi nhận chuyển động của bụng tâm bạn có thể bị phóng đi nơi khác tức là tâm không còn dán sát vào bụng khi bị phóng tâm phải niệm thầm phóng tâm phóng tâm phóng tâm mình niệm mình niệm mà mình thấy cái điều đó mình tự nói đây là phóng tâm phóng tâm phóng tâm mình tự nói cũng như ví dụ chẳng hạn như tôi nói cái này ra ngoài đề trong khi chẳng hạn như mình mình săn thì mình nói, săn đang săn đang săn đang săn vậy đó nhưng mà hồi trước tôi trình bày những phép tánh biết và niệm đó thì thì thật sự nó cũng tương tác như vậy chúng ta đều biết cái cái thọ cái thọ ám nhưng mà ở đây thì nó nó rõ ràng nó có cái mức là 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 cái 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 lý số hiện hữu nhiều hơn nhiều hơn là cái cái tư duy khi nhận như vậy một hai lần thì sự phóng tâm sẽ chấm dứt lúc ấy thiền sinh nó trở về ghi nhận sự phòng và sẹp khi mà phóng tâm chúng ta chỉ niệm một lần thì nó nó sẽ hết ngay chứ nó không thể bởi vì chúng ta thấy chúng ta niệm như vậy tức là chúng ta đã đối diện với nó rồi thì nó sẽ không thể phát sanh được nữa và giả trí phát sanh nữa thì chúng ta niệm nữa mà khi nó vừa hết thì chúng ta biết là hết ừ. ở đây không có nói nó hết nhưng mà theo tôi nghĩ chúng ta nói hết rồi hết rồi cũng được đó. rồi chúng ta là trở về phòng và sẹp bởi vì nó còn có vô số những cái sự phát sanh và biến mất nữa chúng ta phải theo dõi nếu tâm đi lang thang đến một nơi nào đó hãy ghi nhận tới 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 rồi trở lại sự phòng xẹp. À. bởi vì có khi chúng ta loan măng chúng ta không không hiểu được nó là gì mà chúng ta mất mất dấu thì chúng ta nghĩ phải niệm tới 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 nghĩa là trở lại tới rồi trở lại sư phong xẹp nếu bạn tưởng tượng gặp ai hãy ghi nhận gặp 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 ví dụ như chúng ta đương làm vậy mà tự nhiên có một hình ảnh nào hay một cái gì đó chúng ta gặp thì chúng ta cũng niệm gặp 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 đó. Ừ. thật sự nó nó rất hay thật sự tôi 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 vẫn tu cái này nhưng mà nó không có cái niệm như ở ở đây là bởi vì là trước đây thật sự tôi cũng không biết cái pháp này nếu biết pháp này có lẽ là tôi tu pháp này nó nhanh hơn còn cái cái pháp mà tôi dùng cái tánh biết mà niệm đó thì tôi cũng là phải làm rất nhiều năm thật sự là rất nhiều năm chứ không phải là không phải là một một thời gian ngắn được cho nên cũng có một chút ít khả năng đó thành tôi đưa cái 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 cốt lõi nào đó mình đã chạm được và mình để mình tương tự để giải thích về cái này cho nên nếu tâm đi lang thang đến một nơi nào đó thay ghi nhận tới 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 rồi trở lại phòng xẹp nếu bạn tưởng tượng gặp ai thì phải ghi nhận gặp 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 rồi trở về sự phòng xẹp đó cho nên trong đó nó không phải nhất thiết là phòng hay xẹp nhưng mà bất cứ cái gì xảy ra chúng ta đều niệm đó đại khái niệm bởi vì thường thường thì mình chỉ biết nhưng mà không có âm thanh không có nói cho nên nó không dứt khoát cái nói này nó có một cái bí mật sau này nó diệt một cái loại tưởng tưởng trở lại bởi vì khi nói đó cùng với cái đó nó mất liền cho nên sau này chúng ta là bắt đi cũng giống như khi chúng ta chạm chạm vào một ai đó mà chúng ta thấy được cái cảm giác đó thì thật sao sao chúng ta chỉ biết cảm giác thôi chứ còn chúng ta không có sanh ra cái tư tưởng mà nhớ lại nghĩ 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 nhớ cho nên cái điều này nó cũng kỳ lạ nếu bạn tưởng tượng gặp và nói chuyện với người nào đó thì ghi nhận là nói 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 nghĩa là chúng ta có thể nói thầm nhưng mà nó thật sự đến khi mà chúng ta thấy được điều này như vậy thì thật sự có tiến bộ nó cũng quá nhanh bởi vì khi chúng ta kiềm chế hay là tu tập theo cái hơi thở thì nó cũng không khó lắm và phòng hay xẹp chúng ta vừa niệm vừa nhớ vừa theo dõi như vậy mà chúng ta theo dõi đến mức mà chúng ta gặp và chúng ta nói chuyện hay một cái gì bởi vì cái đó là không phải là ta không phải là mình nhưng mà cái tính chất phát sanh thôi mà chúng ta thấy những cái hiệu ứng những cái hiện tượng như vậy đó thì thực sự bắt đầu cái thấy này nó giống như chúng ta niệm phật đến lúc mà cái câu phật tự nó phát sanh lên và chúng thấy 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 nó bởi nó phát sanh quá mạnh cho nên chúng ta thấy nó còn bây giờ chúng ta chú tâm tu đúng pháp quá cho nên tự nhiên chúng ta thấy nó thôi mà chúng ta thấy nó là chúng ta biết ở đây là một cái sự tiến hóa phi thường rồi bởi vì bình thường chúng ta tập trung còn khó hơn chi là thấy đó. Ừ. cho nên nếu bạn tưởng tượng gặp và nói chuyện với người nào đó phải ghi nhận nói 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 tóm lại khi suy nghĩ hay liên tưởng đến điều gì bạn đều phải ghi nhận đại khái là trong sự liên tưởng đó, chúng ta phải ghi nhận tức là chúng ta theo dõi cái tâm một cách kỳ diệu Nếu bạn tưởng tượng Hãy ghi nhận là tưởng tượng Tưởng tượng tưởng tượng Tức là mình thấy niệm đó Nó khác hơn là mình thấy Bởi vì mình thấy mà mình không nói Không ấy thì thật sự nó không tiêu Và sao nó thấy nữa Nó, nó xảy lên nữa à. Thì cái này Cái mà chúng ta không nói này Người ta cũng hành được Nhưng mà thật sự có thể nói Đây là cái người mà nó tin nhại Hoặc là thuộc về cái 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 có thể nó là bậc khá hơn nghĩa là nó nhanh nhậu hơn và chúng ta cái căn cơ nó cũng mạnh mẽ hơn đó nhưng mà khi thấy biết và chúng ta áp dụng ngay cái minh sáp này thì thực sự là chúng ta đạt được cả hai cả cái 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 nội dung mà chúng ta thoát ra khỏi cái đó và chúng ta khi cái tiếng nói này nó lại chặn đứng cái về sau chúng ta nhớ lại ý tưởng nó có nhiều cái rất là lạ cho nên chúng ta phải biết những cái uh, khi mà 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 đưa ra cái pháp này và các vị thiền sư đã dạy và đã chứng đắc điều này thì khi đến với ta đó ta thấy mình có một cái phúc đức rất là lớn mình mới được nghe cái này ví dụ bây giờ uh, tôi có thể học cái pháp này và tôi có thể đi cầu rất nhiều thầy cũng vẫn dạy cái pháp này nhưng mà nếu không chính xác và chúng ta làm không chính xác thì chúng ta lại mất công và chúng ta sẽ biết cái mất thời gian như thế nào kể cả mất cuộc sống mất nghĩa là cả mất cái vật chất có người mà họ đi học đạo nghĩa là họ tốn không biết bao nhiêu cũng như từ nước này mà họ đi nước kia họ đi nghe pháp cũng như là ông Rishanti mà ông giảng pháp ở Mỹ ở các nước là từ nước này họ bay qua nước kia có thể đó là chưa nói họ đi cả ở trong nước có khi cũng đi cả ngàn cây số từ bang này tới bang kia, cả à mấy ngàn cây số mà ta đi nghe, trong khi người ta bỏ rất nhiều và không phải là ta nghe một lần, ta nghe rất nhiều lần và có thể suốt đời người ta bỏ tất cả công mang đời sống để đi cầu pháp cầu đạo đó, nó nói là là cái chuyện cầu thôi chứ chưa nói lên cái chuyện đắc đạt được hiểu được cái thứ tiên, còn ở đây chúng ta nó đã tất cả cái 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 Gọi lại một cái công thức, một cái phương pháp, một cái phương... Nó đã rõ ràng quá rồi. Chúng ta chỉ cần chú ý và chúng ta thực hành thì chắc chắn 100% là chúng ta đạt được. Không có khó khăn gì. Dạ. Ừ. Dạ, mô Phật. Kính thưa Thầy, xin Thầy chỉ rõ thêm nữa rằng um, cho người mới bắt đầu ngồi tu thiền. Thì uh, hồi nãy giờ Thầy hướng dẫn là thiền minh sát thì mình... Cái người mới tập tu thì phải ngồi à, Trong thời gian một lần công phu là bao nhiêu Rồi trong khoảng bao lâu Thì tăng thời gian công phu lên Hãy à, xin thầy chỉ Không. rõ thêm cho người mới bắt đầu Cái tập này phải, ít nhất phải nghe hết cái bài này Bởi vì này nó có một cái sự tiếp diễn Theo cái tính chất liên lý Theo một cái công thức bí mật Mà nói chuyện đó Rồi còn cái đó thì có thể là do cái sự chế biến tinh tấn trong... có thể ví dụ bây giờ thầy đương nói thầy vẫn thành thiền được thầy vẫn làm được thầy vẫn nghe được cái bụng mà chẳng những nghe bụng còn nghe chỗ này chỗ kia trong cơ thể nữa nhưng mà nó không có chứng nói được bởi vì chứng nói thầy phải nói cái này rồi thì cái đó thì cái, cái 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 đó tùy tiện của chúng ta chúng ta có thể đứng im lặng cũng vẫn thấy này kia và cái cái thời giờ này không thể hạn chế được nếu mà chúng ta có một cái lòng cầu pháp có một sự mong muốn và biết biết cái này nó quan trọng đến mức nào thì tự nhiên chúng ta có sự tinh tấn chứ không có có người mà họ ngồi cả ba bốn tiếng đồng hồ có người ngồi chỉ 15 phút thôi thì tất cả nó đều được rồi 15 phút rồi 15 phút rồi 30 phút rồi tiến lên nhưng mà cái quan trọng là cái quan trọng thấy hay biết hành chứ ở đây nó không phải đưa vào cái định như là tất cả cái 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 loại thiền khác bởi vì mỗi loại thiền nó đều có có dụng nó không nó không đòi hỏi cái định mà nó đòi hỏi cái sự chú tâm sự minh sát đó để thầy nói hết đi ừ cho nên nói đến khi mà suy nghĩ hãy nhận suy nghĩ suy nghĩ suy nghĩ nếu bạn tính toán hay dự định hay ghi nhận là tính toán tính toán trong cái tâm mình nó xảy ra như thế nào mình biết như thế này mà khi mình biết đó thì mình lại phát âm lây cũng như mình gọi là bắt được tai dai được cánh đó, thì tự nhiên mình thấy được cái điều đó thì cái điều đó nó không chạy đâu khỏi cả một là nó tiêu mắt. nó nó như, nó như vậy đó hai dự định dự định dự định nghĩa là bất cứ cái tâm lý nào xảy ra thật sự chúng ta đây là chúng ta đương hành thôi nhưng mà chúng ta đang hành mà đến mức này nó thực sự bằng một người tu có thể nói nếu so sánh như thầy mà hồi thầy mới tu á, thì cỡ bằng thầy tu 20 năm thầy tu 20 năm nhưng mà thầy cũng chưa có khả năng biết rõ được nó xảy ra như thế này bởi vì thầy tu là cứ tu hình thức thôi Hoặc tụng kinh Hoặc gõ mỏ Hoặc ngồi thiền Hoặc tu có cái Nhưng mà không biết là đến đâu hay đến đâu Bởi vì cái này là cái minh sát Gọi là cái sự ánh sáng mà thấy được Cho nên tới từ minh sát Nó rất là quan trọng ừ. Tức là trong khi chúng ta minh đó là chúng ta đã phá cái không biết rồi Mà rõ ràng như thế là chúng ta đã biết được tất cả nghiệp chướng, suy nghĩ, ngũ ấm nó hiện ra thế nào đó. Mà trong khi nếu chúng ta thiền định, nếu nếu mà chúng ta không thành công thì thật sự cũng không biết đến bao giờ mà nếu chúng ta thành công chúng ta được định thì chúng ta là bị kẹt định ở trong đó nó chỉ giữ yên một thời gian đợi cho nó phát huệ cũng là một cái chuyện hy hữu có người tu định hoài thầy cũng gặp được những người tu từ 10 năm 15 năm trở lại nhưng mà không phát minh được chưa phát minh được cái niệm hay là ngủ ám gì hết cả họ cũng nói thật như vậy đó nhưng mà họ định tâm nhưng mà định tâm nhưng mà tất cả nghiệp hoạt hay tất cả cái 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 tư tưởng cái hành ấm ở trong đó làm sao mà biết được đó. cho nên cái này nó một lượt nó rất hay ừ. thành chúng ta hãy nghe cho kỹ bất cứ cái gì ví dụ như suy nghĩ hay là dự định hay là tính toán trong này nó chúng ta đều biết những cái xảy ra Nếu bạn thấy hay ghi nhận là thấy thấy và thấy rồi mình thì cái gì nó xảy ra thì chúng ta phải nói cái tên của thế đó nó lạ nó khác hơn tất cả thiền khóc là chúng ta phải nói bởi vì nói lên thì chúng ta trong cái nhớ này nó là phủi đi những những cái mà chúng ta thấy nhớ bởi vì nó sẽ liên tục liên tục mà. chúng ta không thể nhớ hết một lượt cái vô số những cái tâm niệm xảy ra được nhưng mỗi lần nói chứ tức là ta, ta nói đồng với sự xảy ra thì nó đi qua đi qua đi thì chúng ta là thấy phòng và xẹp phòng này xẹp đó rồi sau đó chúng ta sẽ kết thúc một cách kỳ lạ là chúng ta có thể nó đã đã xác định, đã đạt được quả vị rồi. Nếu bạn liên tưởng đến điều gì Hãy ghi nhận là liên tưởng liên tưởng, cái sự liên tưởng này nó khác hơn là cái, cái cái đích, cái điểm dừng. Ví dụ thấy nghe niệm cái sự vừa hướng hướng cái tâm chúng ta hướng lên, đó, hướng lên. À, tức là có thể nó là nó giống như cái tầm tứ của của à, của của trong trong luận nói về đó mà chúng ta thấy được cái điều đó thì thực sự là chúng ta bắt đầu hành nó 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 có cái kết quả tiến bộ rồi thành một cái vị này từ phàm mà chuyển thành thánh từ từ không biết gì mà chuyển thành tới sơ quả nhị quả tâm thứ thì rất là kỳ lạ nhưng mà chỉ cái đó thôi nhưng mà chúng ta phải có cái khả năng theo dõi chúng ta phải năng định tăng chứ một lúc thì chúng ta vọng tưởng rồi chúng ta nghĩ con ra nhưng mà ở đây lại thế, nó nó như thế nào chúng ta bắt được thế nó điều nắm được cái, cái cái cánh của nó cho nên nó không thể bay xa được ví dụ chúng ta muốn suy nghĩ thì chúng ta biết thấy là muốn muốn liên tưởng ra chúng ta sắp liên tưởng tới cái gì chúng ta cũng biết nữa ví dụ mình ngồi đây mình đưa tiền mà mình liên tưởng tới một người một người bạn không chuyện gì đó. mình vừa mới khởi lên mình biết rồi nếu mà khở mình chưa biết thì nó khởi lại nhớ thì chúng ta nghĩ là nhớ nhớ người người. Hà cái gì nó khởi lên chúng ta nó. Khi nói vậy là nó tiêu, nó tiêu thì chúng ta lại lại là phòng xẹp phòng xẹp phòng xẹp. Nó thế. Cho nên cái hay là ở chỗ này chúng ta không trốn tránh, không chạy mà chúng ta có cái biết và chúng ta có gọi lên đó. Nó rất là lạ. Nó cũng cũng giống như là thực hành kalachara tính dục của của người Tây Tạng. Nó cũng rất là bí mật người ta đi vào tất cả mà ta không dính nhiễm ta đi ra một cách thoải mái Đó. Ừ. À. nếu bạn cảm thấy vui hay ghi nhận là vui 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 bởi vì tất cả trạng thái người ta không có bỏ sót ở trong cái 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 phương pháp thiền này nếu bạn cảm thấy chán hay ghi nhận chán 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 mình chán mình cũng ghi nhận mỗi mày mà hãy mình ghi nhận mình nói vậy nó hết liền thật sự thầy không không hành suốt cái này bởi vì thầy tu nó cũng Lan ban nhiều thứ nhưng mà đầm thời cái này thầy biết nó chính xác chính thầy cũng có cái cái ý này lâu rồi nó lan ban mình cũng biết nó lan ban tức là tâm mình nó nó muốn thay đổi ví dụ như bây giờ thầy ngồi đây mà giải tỷ như thầy không nói nhưng mà một cái lưng nó đau này kia thì thầy nghĩ nó sắp sắp rồi nó đau hay gì thầy nói thì nói nhưng mà thầy không nói thầy biết rồi thôi thầy, thầy biết thầy bởi vì thầy chỉ chỉ giữ cái cái gọi là cái xúc cái nội xúc và cái thọ tức là khổ thọ biết nói gì vậy nhưng mà không có nói mình biết hay là mình không có nhân danh không có đổ thừa bất cứ gì thì nó làm sao nó có ngã được nó làm sao nó nhớ cái tôi được đâu cho nên cái kỳ lạ nó có một tí tí nó như một đầu tâm một cái sự tóc thôi nhưng mà chúng ta là vượt qua cái 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 cái, cái, cái nếp gấp của một cái gọi là nghiệp lạ lùng như vậy đó. Nếu bạn cảm thấy chán, hãy ghi nhận là chán, chán, chán. Mình chán quá, mình chán, mình mệt, mình cũng như bây giờ thầy, mệt thầy muốn đi ngủ cho rồi này kia. Nhưng mà thầy biết thức, bây giờ thầy đang nói cái này thì thầy không thể nói chán, chán, chán được. Nhưng mà thầy cảm thấy nó có cái đó, đó. Mình, mình đang biết, đang đang là, đang có đó. Nhưng mà thầy cũng nghĩ tiếp là đây chỉ là một cái xúc thôi, không có gì hết cả. Thì nó vượt qua. Bởi vì thầy cũng có cách tự chế biến cho mình để 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 tránh được cái sự khó khăn tránh được cái sự nguy hiểm trong khi mình đang làm việc mà mình bị những cái đó cho nên cái điều này là một cái điều kỳ lạ và một cái điều rất là tinh vi ở trong cái 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 pháp để thiền định ừ. nếu bạn cảm thấy mừng hãy ghi nhận rằng mừng mừng nếu bạn cảm thấy buồn bực hãy ghi nhận là buồn bực buồn bực buồn bực nghĩa là bất cứ một cái tâm trạng gì xảy lên mình đều ghi nhận và điều nói như thế rồi mình trở lại, trở lại phòng xẹp Quan sát và ghi nhận có hoạt động của ý thức hai sự nhận biết gọi là niệm tâm. À, nó khó hơn trước đó là niệm thân. Và cái quan sát và ghi nhận này thì gọi là niệm tâm, tức là sita, uh, Ibanisat, Ivasana. Uh, tức là niệm tâm sita nó là tâm, tức là niệm tâm, nó có vững vàng nó ở trong cái sự chính xác của từ niệm tâm, tức là niệm cái sự khởi ra quyển ảo của cái thức của cái cái, cái, cái. chứ mà thật sự cái tâm thật thì không có, nhưng mà mình nhớ mình biết như vậy thì thật sự mình không có loạn, loạn nhưng mà không có loạn, bởi vì không ghi nhận được những hoạt động của ý thức nên có khuynh hướng cho đó là một người hay một cá nhân, đó. bởi vì chúng ta không có không có nhận được những cái sự hoạt động của cái xảy ra, tức là cái ý thức, tức là cái dữ liệu, tức gọi là nói theo văn minh gọi là cái tính của thời gian, gọi là ký ức không gian và hình lượng, có thể mình biến đổi ra mình nói theo cách khoa học vật lý thì nó rất nhiều từ. À nhưng mà mình nói đó gọn gàng để để người ta theo, người ta thực tập, người ta chứng đạo chứ mình cũng không phải cần biểu diễn cái sự thông thái làm gì. À. Cho nên bởi vì không ghi nhận được những hoạt động của cái ý thức ha à, nên ta có khuynh hướng cho đó là người hay là một cá nhân hay là mình cũng như mình không nói thì mình nói ví dụ như bây giờ nó sanh ra, ra nó có một cái trạng thái mà chúng ta biết là mệt, mệt mệt thì chúng ta nói mệt 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 hay là mỏi nói như vậy rồi nó qua mà nếu chúng ta tăng chính chứ hả cho nên chúng ta ghi nhận những trường trạng thái phát sanh thì nó không có cái tôi phát sanh còn nếu chúng ta không ghi nhận rồi nó sẽ nói tôi mỏi quá tôi mệt quá thôi thầy đi vô nghỉ cho rồi buồn ngủ quá nó nó thường thường mình bởi vì mình không có ghi nhận còn đây là mình đang ghi nhận nó thì làm sao nó xảy ra được Thật sự nói thật sự chứ thầy giảng hay là tất cả thầy thường áp dụng cái này. Nhưng mà thầy không có áp dụng đúng cái này. Áp dụng theo một cái phương pháp phối hợp riêng trong những pháp tu. Nhưng mà có lẽ là thầy cũng thành công được chút chút ở trong cái này. Cho nên có những lúc mà kiên nhẫn đi lên núi. Nó nặng nề mà nó dữ lắm. Hoặc là cái chân nó muốn sụm chung. Nhưng mà thầy ý thức rõ ràng. Và thầy cũng có cái niệm đó. Và từ nhiên nó vượt qua hết. Ngay cả những cái mà tinh tế nhất. Ví dụ thầy đọc hết gần gần ví dụ một câu đó thì có thể là nó chấm dứt rồi nhưng mà thầy có thử thử thầy cứ, cứ yên lặng thầy đọc tiếp 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 thì nó được gần tới một câu rưỡi hai câu nữa tức là cái hơi thơ thầy có thể kéo dài được hai, hai, hai phần đó là hồi nãy thầy cũng dùng như vậy đó thầy cũng dùng như vậy thầy vừa tới đó vừa hết cái khí của mình cái ý thức biết của mình đó nó duy trì và khi mà nó hết rồi thì mình mình không còn nói cái mày hay là tôi hụt hơi rồi gì nữa cả đó vì thế cho nên thầy muốn chuyển hơi như thế nào chuyển ví dụ như bây giờ nếu nếu tụng kinh mà một người thì thầy sẽ kèm một người đó với hơi thở vừa với cái âm thanh vừa cho người đó vừa cho người đó nghe chứ không phải là cho thầy thầy biết người đó nghe không nghe bởi vì khi mà thầy tụng khi mà thầy dứt cái câu thì người đó tiếp được cái chỗ đó cho nên nó có cái đồng nhịp của cái 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 âm thanh ừ. Nên là cái tiếng động còn nếu 10 người thì thầy có cách dẫn 10 người cho đến một chúng đó. bởi vì cái này bây giờ thầy không hồi đó thầy không diễn dịch được nhưng mà ở chùa Phước Hảo có nhiều chùa thầy đã dẫn tới mấy chục người mà mình vẫn kiểm soát được tức là mình biết điều khiển cái âm thanh của mình và mình phát chứ không phải là mình không có cái âm thanh sao mình nói như vậy ừ. Ví dụ như mình nói Nam mô Đại bi hội thượng Phật Bồ Tát, Nam mô Đại bi hội thượng Phật Bồ Tát vậy đó. Nhưng mà nhiều người mình nói Nam mô Đại bi hội thượng Phật Bồ Tát vậy đó. Nhưng mà nhiều người thì mình nói Nam mô Đại bi hội mà nhiều người không thì mình nói nói nữa, thầy có thể dâng lên bốn tầng. Giờ cái ý thức của mình chuyển động, rồi mình thả xuống được, mình dâng lên được. Là bởi vì cái đó mình ở trong cái biết đó nhưng mà mình biết mình đang lúc nào đang như thế nào còn nếu mình không biết thì thì cái đó là mình cái mà mình tụng sau đó là là do mình thành thành thầy thật sự nếu mà thầy tụng khỏe một chút thầy dẫn chúng rất là tốt tức là diệt chúng thầy đánh mỏ vừa đánh mỏ mà chẳng những những mà đọc như vậy mà cái tiếng mỏ mình cũng phải theo theo mình và theo người ta có hồi nếu mà gấp quá mình nhồi mỏ mình nhồi mỏ để họ thấy hoặc mình đánh mạnh mình dừng lại gọi là duyệt chúng cho nên người ta, những người giỏi họ có thể điều khiển mấy trăm người luôn. À, nói nó như... Cho nên nó vì không ghi nhận được hoạt động của ý thức nên ta có khuynh hướng cho đó là một người hay là một cá nhân. Chúng ta có khuynh hướng cho rằng chính tôi đang tưởng tượng, suy nghĩ, tính toán, biết hay thấy biết. Nói, ừ, hồi nãy giờ mình vọng tưởng quá. Nó, mình đó, mình đó là tôi đó. Hay là hồi nãy giờ mình không biết. Hay là hồi nãy giờ mình vọng tưởng hay nãy giờ mình đau nhất rồi đó mình thêm chứ còn khi mình niệm như vậy là hoàn toàn mình không thể nói được sau đó mình không nói bởi vì nó đau là mình đã nói tới đó rồi biết biết hay không biết hay là đau khổ gì mình đã nói mất rồi thì sau đó mình nó sẽ không có cái câu nói sau đó nhất định như vậy đó mà mình thấy đạt hay không đạt tới mức nào thì đó là cái cuối cùng đó. cho nên cái cái kỳ bí của cái pháp tu này thầy khám phá rồi thầy thấy nó rất là hay nó rất là diệu kỳ nó rất là tầm thường nhưng mà có nó thể nó rất là cao thượng ừ. cho nên là chúng ta có khuynh hướng cho rằng chính tôi đang tưởng tượng hay là suy nghĩ hay là tôi vọng tưởng tôi khổ đau gì đó hay biết hay thấy chúng ta đều kèm theo tôi mới đó tôi mới vọng tôi mới điều này kia đó mà nhiều khi chúng ta không học cái này thì chúng ta còn tự hào chúng ta nhưng mà tôi tôi cũng biết Tôi cũng nhớ tôi cũng... đó. thì chúng ta luôn luôn là có cái tôi còn khi mình tu cái này mình hết nói được nó sẽ có cái đó lạ lùng vậy nè chúng ta nghĩ rằng có một con người đã sống và suy nghĩ từ lúc áo thơ đến bây giờ cho nên tự nhiên chúng ta trở thành ngoại đạo và trở thành cái sự ngu xuẩn không thấy biết mà kể cả những người đại trí trên thế gian nào cũng đều nói ờ à, tôi hồi nhỏ như vậy tôi thế này thế kia như vậy Bây giờ giả tỷ một người tu minh sát họ cũng nói như vậy Nhưng mà họ biết là không có như vậy Họ nói là chỉ tùy theo người thôi Đó. Cho nên cái điều này quan trọng Quan trọng cho một kiếp người Cho một pháp tu Cho một cái sự sanh tử Mà nó quan trọng cho đến ngàn kiếp sau Bởi vì một lần Nghĩa là nước đi đi mãi một lần qua Trăng lặng lặng luôn ngàn thở bạc Nước đi đi mãi một lần qua cho nên chúng ta không, chúng ta đứng mà chúng ta lơ lửng nhìn ngắm trang này kia mà trang nó đi qua không thấy chứ ôi bây giờ nó đi tới đó rồi nhưng mà nó đi tới chút nào thì chúng ta biết đó tới nó ừ, tới tới nó nó đi ngon cái đầu của bụi cây nó qua nó lặng thì chúng ta còn gì mà chúng ta thấy cái thời gian nữa bởi nó đi tới đâu chúng ta lấy cái biết đó mà biết đó. và sau đó chúng ta cũng không có cái nhớ là chúng ta quay là chúng người bây giờ mình mới đó mà cái trăng nó đã đi qua hay là cái trang nó lên, lên lê đầu ngọn cây cho nên chúng ta chúng ta sống trong đó tức là chúng ta cùng với thời gian thành sau đó nó sẽ không có thời gian không có thời gian tức là nó sẽ không còn ký ức trở lại nữa và chúng ta cái ký ức đó chính là cái ngã chúng ta nhớ lại cho nên thầy thấy cái pháp này nó rất hay và nó kỳ diệu ừ. cho nên ngài ma si nghĩa là ngài cũng truyền cái pháp này qua rất nhiều nước nhiều quốc gia và ấm thành tựu Ông là một trong những vị vị sư có danh tiếng. Thật ra không hề có một con người như là sự thể hiện đó. ví dụ ở đây chúng ta đọc thấy câu này, này. bởi vì không ghi nhận được những hoạt động của ý thức nên ta có khuynh hướng cho đó là một người, à, cho đó là một người, cái chữ người có vòng móc ha. Hai một cá nhân ha, chúng ta có khuynh hướng cho rằng chính tôi đang tưởng tượng, suy nghĩ tính toán biết hay thấy biết vân vân vâng. chúng ta nghĩ rằng có một con người đã sống và suy nghĩ từ lúc ấu thơ đến bây giờ thật ra không hề có một con người như thế hiện hữu chúng ta thấy rõ ràng đó. Cho nên tài tình để nổi là chúng ta chỉ mới tu thôi mà chúng ta đã biết được cái cái ngã hay không ngã nó thật hay là giả chứ không cần ai giải thích không cần ai lý luận hết cả không cần nữa không cần cái ông nào mà dạy cho chúng ta về vô ngã mà tự chúng ta biết không có thật cha biết bữa nói là cái sự hướng dẫn này nó sẽ đưa đến cái điểm chính xác cái điểm dừng của tất cả mọi cái hiện hữu mà chúng ta sẽ hiểu lầm chúng ta sẽ nhận lầm ra nó sanh ra mê tín sanh ra tà kiến và sanh ra tội lỗi rồi sanh ra những cái mà kể cả những cái sự ngu ngơ rồi cãi cọ với nhau thật ra không hề có một con người như thế hiện hữu thay vào đó chỉ có những hoạt động của ý thức diễn biến liên tục và kế tiếp nhau mà thôi bởi vì những ý thức những chuyển động đó mà những chuyển động chúng ta đã điểm danh chúng ta đã chỉ mặt chúng ta đã quẹt cái dấu thập lên đó hết rồi thì thì sau đó chúng ta còn cái gì mà để nói chúng ta đâu có nói tôi làm tôi biết tôi nghe gì nữa đâu đó. nên ngay chúng ta chúng ta mới sanh ra mà nó trở thành một cái một nó, nó 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 được một cái loại cũng giống như chim đại bàng rồi chứ nó không phải là chim sẻ đó. chúng ta khi cất cánh lên cái thì nó vượt qua tất cả hàng cây tất cả những rào trắng không hề có một con người như thể hiện hữu như như thế hiện hữu thay vào đó chỉ có những hoạt động của ý thức chúng ta nhớ câu này chỉ có hoạt động ý thức chứ không phải con người đó diễn biến liên tục và kế tiếp nhau hồi nhỏ hồi xưa thầy mới đọc Nikaya lại biết cách là bốn năm chục năm thì thầy chỉ nhớ cái câu là sanh là có pháp sanh diệt là có pháp diệt chứ không có người sanh hay người diệt người sanh hay người diệt nhưng mà đó là nhờ đức tin chứ thực sự không phải là thầy có trí tuệ gì Nhờ có đức tin Mà sao lần lần thầy cũng tin là sanh là có pháp sanh Chứ không phải là mình sanh diệt có pháp diệt Mà nó cũng có những cái sự giúp đỡ rất lớn Ở trên con đường học hỏi và trí tuệ Còn nếu hiểu như vậy thì thực sự nó đi vào trung tâm rồi Rất rất là quan trọng Thay vào đó chỉ có những hoạt động của ý thức diễn biến liên tục và kế tiếp nhau mà thôi Đó là lý do Tại sao chúng ta phải ghi nhận mỗi một hoạt động của ý thức khi nó vừa khởi lên đó cho nên khi nó vừa khởi lên chúng ta ghi nhận thì chúng ta mới thấy là con người nó ở chỗ nào nó không hoàn toàn không có điểm dừng mà dù nó có điểm dừng thì cái điểm dừng đó thật sự nó không có định danh gì hết cả mà chúng ta đã đặt tên là chúng ta dừng chuyển động hay là gì đó chúng ta đã nói rồi thì nó chỉ có danh thôi chứ mà nó không có thật thì thì chúng ta không bị bị cái sự liên kết của của, của cái sinh tồn mà gọi là con người này con người kia khi ghi nhận liên tục như vậy thì các hoạt động của ý thức sẽ chấm dứt đó, chúng ta thấy cái câu găng này nó mạnh mẽ khi khi mà ghi nhận như vậy mà ghi phải ghi nhận liên tục chúng ta mới nhận những cái đó các hoạt động của ý thức sẽ chấm dứt chúng ta là trở về với sự ghi nhận phòng và xẹp cũng tiếp tục bởi vì khi mà ý thức dừng rồi hay nhẹ rồi nó còn tiếp tục thật sự là đây cái này là bởi vì hướng dẫn chứ chưa nói cái định vị của quả nhưng mà trong lúc đó nó đã có bắt đầu nếu mà tính theo 16 cái tệ minh sát thì nó đã đến cái tệ thứ sáu thứ bảy thứ tám gì rồi đã ở trong này, này chứ không phải là đơn giản đó nó đến cái đệ tệ gosabu cái tệ này nó bắt đầu nó hiểu được cái vô ngã nó bắt đầu nó đi vào quả rồi đó chứ không phải nhưng mà ở đây chỉ nói rằng cái cái tình trạng xác định được trong pháp tu và mình ổn định mình không bị tà kiến thôi chứ không nói nhưng mà bữa sau thầy sẽ uh, lấy cái bản văn 16 tiệm hình sát Và phân tích và đối chiếu lại Thì chúng ta thấy cái giai đoạn nào Mà chúng ta chứng được cái quả nào Từ cái tuệ nào cho đến quả tu đầu hoàng Khi ngồi hành thiền Một thời gian lâu có cảm giác Tê, cứng, cứng hay là tê nắm sẽ khởi lên cơ thể chúng ta đó cho nên vì sao hồi nãy thầy không nói liền cái thời gian nói liền cái thời gian mà phải ngồi bao lâu bao lâu này kia nó cái này nó, nó rất kỳ cục bởi vì khi nó xảy ra như thế mình nào mình thế nó ở trong cái tiệm mình sắp đó có thể là nhiều khi người ta ngồi suốt ngày suốt đêm người ta tu liên tục liên tục nó xảy ra tới đâu và nó biến đổi tới đâu và người ta chứng tới đâu cho đến người ta vượt qua rất nhiều về cái tính chất cái bằng nó sự đùn nán của của sắc thân của vật lý đó. tất cả thiền nào cũng vậy bởi vì trước đó nó còn có cái, cái khởi sinh cái nguyên lý của cái sự phát tâm và cái sự mạnh mẽ của lòng tin và cái sự tinh tấn rồi sau đó khi hành thiền thì nó có một cái sự kết nối của cái sự chứng nghiệm à cái sự chứng nghiệm riêng của mình rồi trong cái chứng nghiệm đó thật sự mình đã nghiệm thu rồi mình đã biết rồi thì thì tất cả những cái không xảy ra cũng như thầy nói này không phải là hăng hái không phải là biết không nhưng mà thầy vừa nói thầy vừa tu vừa kiểm soát được nhất cái chỗ này đau chỗ này hay à, cái gì bởi vì thầy là một con người nó lớn tuổi có thể nó nhiều bệnh nhiều khó khăn nhưng mà không thể kể hết được đó nhưng mà nhờ cái này thì thầy vẫn giữ vẫn được còn ví dụ như các bạn trẻ hay những người trẻ có thể họ ngồi họ nghe pháp họ cũng vắng đáp họ cũng làm cho nó 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 nó, nó hoạt bắt lên chứ không phải là gù rụt. Nhưng mà đồng thời một lúc nào họ sẽ có thể dừng trước thầy. Tức là họ có thể bị ngã trước thầy. Đó, nói như vậy đó. Mà thầy có thể nó, bởi vì sao? Bởi vì hết cái giai đoạn này thầy biết giai đoạn khác. Ví dụ thầy ngừng lại thầy biết ngừng lại. Bây giờ hơi thở nó vô tới đây thầy phải hít mạnh nó mới xuống tới đây có hồi cái tim thầy nó hơi lớn từ nhỏ vậy thầy phải vượt qua cái hơi thở đẩy nó xuống nếu mà thầy nói nhiều hay là cái gì đó thì nó hơi thở nó nó không có có đủ oxy hay sau đó không xuống đó nhưng mà thầy biết đó thầy biết đó thầy phải chấm mạnh đó, thì nó trở lại đó. cho nên do vậy với cũng như là <laughs> con quán của nó vừa đi vừa nghỉ nghĩa là vừa 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 làm vừa nghỉ không cần ngồi nghỉ mà vừa làm vừa nghỉ cho nên mình vừa có biết cái đó Tức là mình vừa sai sở tự trong chính mình Chứ không phải Chứ làm sao mà thầy có thể lên cái diễn đàn Ví dụ như đi đi đâu đó Mình ngồi đó rồi Hoặc là mình bị một cái bệnh rồi đó Mình không vượt qua Thì cái rất là cái này không biết làm sao Người ta nói bây giờ Ông nói gì nói mà chính là bản thân Ông cũng vượt qua được Thì ông thiền chỗ nào đó Cho nên cái đó là một cái không phải là mình vượt qua tâm lý vượt qua nghiệp mà cả vượt qua cả bản thân nữa. Đó. Bởi vì cái đây là pháp pháp dược uống vô là nó phải hết bệnh mà nó phải công hiệu chứ còn mình không bù mình không biết là mình mình hết chỗ nào hay nghiệp hết chỗ nào hay không hết chỗ nào thì nó sẽ sanh ra sự sợ hãi sự nguy hiểm dữ lắm ừ. cho nên thầy đọc hết lại đoạn này này khi ngồi hành thiền một thời gian lâu các cảm giác cứng tê và nóng sẽ khởi lên trong cơ thể chúng ta tất cả những cảm giác đó đều phải được ghi nhận một cách cẩn cẩn thận các cảm giác đau và mệt cũng phải được ghi nhận như vậy tất cả những cảm giác này được gọi là khổ thọ à. đó nó no, nó no. tức, tức là chúng ta hiểu được cái khổ thọ như thế nào đó. nhưng mà chúng ta hiểu cũng không nói khổ thọ nhưng mà chúng ta biết chúng ta tự giải thích danh từ đó bằng một cái sự một cái 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 sự hiện tượng tâm và và cơ thể của mình vật lý của mình đó. đó thì nói như vậy chứ chúng ta không nói tôi khổ quá tôi bị khổ ấm thọ ấm gì cả đó. nó là vượt qua cả cái, cái cái những cái giai đoạn mà quan trọng cuối cùng nữa khi quên ghi nhận hay không ghi nhận được các cảm giác này sẽ khiến bạn nghĩ rằng đó, chúng ta nhớ mỗi câu như vậy nó rất chính xác đến cái độ mà chúng ta không 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 thể nghĩ ra được khi quên ghi nhận nếu mà chúng ta không ghi nhận hay ghi nhận được có cảm giác này sẽ khiến bạn nghĩ rằng tôi tê cứng tôi cảm thấy nóng tôi đau vừa rồi tôi cảm thấy thoải mái hay, hay bây giờ tôi cảm thấy không thoải mái với những cảm giác bất an này đầm quá những cảm giác này với tôi hay ta là một điều sai lầm tuyệt đối ngu si đó. không có hoàn toàn không có nếu chúng ta quay những cái điều này á thì chấp lót chúng ta sẽ nói ra như thế tự nhiên chúng ta nó nói thôi chứ không ai bắt chúng ta nói chúng ta nói ừ, chúng tôi đau quá mỏi quá mệt quá nói như nhưng mà nếu chúng ta tu thực hành một cách trung thực trung thành với chính mình với chính pháp á thì chúng ta sẽ không nói đó bởi nó đâu có mà nói nhưng mà nó sẽ tồn dư một lúc nào đó Thì chúng ta sẽ đứng dậy và thấy cảm giác Đó, đó là một cái kỳ diệu nhất Cho nên nếu mà chúng ta Cái bài này thì nó Cũng phải còn kết thúc Trong một đoạn nữa Trong một, 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 một hai lần nữa Rồi chúng ta sẽ thấy những điểm cuối cùng Chúng ta sẽ chứng đạo như thế nào Chúng ta sẽ đạt được cái mức kết quả như thế nào cho nên bởi vì cái bằng ừ. Nghĩa là thấy tới đâu Thì trời nó sáng lên tới đó ừ. Bởi vì cái thấy Cái thấy đó Cái thấy và cái, cái mà nó Điểm chính xác đó chính là cái đó là minh Thì nó không thể có cái không thấy Vì chính không thấy đó có thành nó bứ 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 thành ra Một cái sự hấp dẫn Nó thành ra một cái quan tưởng là cái này cái kia chính cái hành đó ví dụ như bây giờ chính cái hành ví dụ như chúng ta um, loạn hay là vọng hay là cái gì đó thật sự nó cái hành chứ không phải là ta không phải dính chấp thì tự nó xảy ra nó đương xảy ra trong cơ thể chúng ta mà đó. nhưng mà bởi vì dù chúng ta nói ở chúng ta nhưng mà đâu có gì là chúng ta đâu nhưng mà nó xảy ra nó đang xảy ra như thế nhưng mà nếu chúng ta không thấy á, thì chúng ta thấy rồi tôi thế này tôi thế kia bởi chúng ta không có cái từ nào mà thế vô cái cái, cái 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 đại danh từ đấy chúng ta không có thế được thì chúng ta phải nói như vậy nhưng mà nếu chúng ta thấy rồi thì chúng ta thấy Ủa mình đâu có gì đâu thì tất cả cái gì nó xảy ra như vậy đó thì bắt đầu chúng ta sẽ có cảm giác không thể nói được điều đó rồi kế đó chúng ta thấy khi mà quyết định rõ ràng thì chúng ta chỉ có pháp thôi còn bây giờ chúng ta đối xử với ở ngoài hay là mọi vật thì chúng ta có thể là nói chuyện cũng giống như mình khách sáo một chút mình đãi đưa một chút hay cái gì đó để cho nó qua câu chuyện hay là nó đừng có 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 lộ ra cái tính chất quan trọng trọng đại gì quá để cho người ta ngạc nhiên bởi vì người ta không chờ đón điều đó người ta không có chuẩn bị để thấy được điều đó để cần biết điều đó thì chúng ta cũng không cần nên nói bởi vì nói điều đó cũng giống như mình mình tặng cho người ta một vật mà người ta cũng không có hứng thú bởi vì người ta không có chờ đón hay là mình muốn cho người ta ăn một cái món ngon mà ngon, nhưng mà người ta không có cảm giác đó, không có hứng thú đó, đó. Cho nên mình biết rất rõ ràng tất cả đó. Thành cái vấn đề học này nó rất quan trọng. Chúng ta chỉ nghe thôi, rồi khi mà chúng ta nghe này chúng ta tiếp thu, chúng ta bắt đầu tự cảm xúc lấy thân tâm mình, thì tự nhiên lúc đó chúng ta sẽ thấy nó vỡ lần, nó, nó... Vậy là tất cả nó nó sẽ bắt đầu nó có một sự biến đổi lan truyền ra khắp cơ thể khắp cái đầu óc não của mình nó nói như vậy đó cho nên chúng ta dùng tâm mà 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 chuyển thân trùng dùng tâm mà chuyển mê mà đưa cái, cái 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 mà trước kia chúng ta gọi là cái mê đó thành cái ngộ cái có thành cái không cái ta thành ra cái cái cái, cái tính chất mà không không lời lẽ cái thiền vô ngôn à. nên nó ở trong những pháp tu mà mình tưởng chừng ra nó bình thường thôi, nó không có cái gì sâu xa hay là nói đấm hát hay là này kia giống như các vị lâm lâm tế đó, họ à. đó, nhưng mà chúng ta sẽ ở trong một cái tính chất đơn giản nhưng mà nó là đúng với cái giáo lý nguyên thủy của Phật. À. À. Có ai hỏi gì không? Yeah. Còn ví dụ như mà ví dụ như vậy. Ví dụ như khi mà hết rồi, như vậy đó, thầy nói rồi hết rồi. Thật sự thì có thể nói dài nữa nhưng mà để một bài nữa, mai một bài nữa. Thì chúng ta thấy một cái gì đó nhưng mà chúng ta tự nói xong rồi, hết rồi. Mà khi chúng ta nói xong rồi hay hết rồi không phải là chúng ta nói theo kỹ nghĩ mà chúng ta thấy cái cơ thể của mình thấy cái gì đó khi chúng ta nói vậy thì nó không là không thấy xong không thấy hết bây giờ nếu chúng ta đứng dậy chúng ta đi vào rồi thì nó là lạ nó khó hơn cho nên thầy cái này người ta nói nó đúng công thức đó nhưng mà mình khi mình áp dụng đó mình có thể tự mình mình thêm bớt chút ít một cái gì nó ngoài ra cái đó bởi vì sao cũng như mình mình trồng một cái cây đó mà mình biết cách nhân giống khéo đó thì nó có thể nảy nở ra nó thể thanh nhiều cành nhiều lá khóc chứ không phải nhất định nó chỉ ở trong một cái vị trí như thế đó, đó. À. cho nên tiếc rằng là đây các người nghe hiện diện của thầy nó ít nó ít cho nên nó hiểu biết hết mà nếu mà giá trí có người nào mà không hiểu biết hay là nó đối diện này họ sẽ sanh nhiều cái sự phản biện đó thì thì có thể nương nơi đầy mình có nhiều cái cách để mà mà gỡ rối để phát uh, biểu lên đó cho nên sau này có dịp cần thầy cũng cần phải đi ra ngoài và nói trước công chúng để để rồi mình có thể được khá hơn một chút thôi bây giờ. Dạ à. mô Phật kính thưa thầy, con uh, có uh, câu hỏi như thế này ạ. À? Ừ. Uh, bây giờ ví dụ như con bắt đầu từ buổi sáng đi, thì con uh, làm việc trong lúc làm việc con có thể thiền minh sát được không ạ? À? Được. Cho nên Thì mình có thầy thể mình chỉ uh, cách hướng dẫn thực hành luôn. Liên lục liên tục trong cái minh. Gọi là minh sát. Không nghĩa là sẽ sẽ xác định được tất cả cái 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 sự biến đổi thân và tâm của chúng ta trong một cái sự thấy biết rõ ràng và nó có cái ký hiệu của trong sự cũng giống như mình nói là phòng à xẹp và thì mình cũng có thể nói đi à đứng à bất cứ gì mình theo dõi như vậy đó mình trước kia thì thầy không có theo cái nói này nhưng mà thật sự thầy ngầm cái này rất nhiều năm rồi chứ không phải là một ngày ngán ngủi bất cứ gì thầy cũng tự tự sợ nó quay mình đó. ví dụ như bây giờ đến nỗi mà ví dụ bây giờ thầy ngồi về thầy để cái tay đây cái cái chỏ thì nó chống chỗ đây mà tay chỗ đây thì thầy có biết được cảm giác chỗ đây và cảm giác này chứ nó không có không biết còn tay bên này sau cái chân chỗ sau nghĩa là gọi là mình tập cái cảm giác thấy được cảm giác toàn thân chỗ nào nó nặng chỗ nào nó nhẹ cũng như khi đi mình biết cái cái chân của mình cứ gót nó chân nhân trước hay là cái mũi chân trước hay là cái đà bàn nó chân trước và mình biết cái thế của mình đi à. À. đó thì Bạch thầy cho con hỏi chút à, khi thầy giảng thì con cũng gọi là như là vào thiền mà mình cứ để ý phòng xẹp phòng xẹp nó không có cái liệm gì khác tới một lúc rất lâu thế nhờ tự nhiên là con cảm nhận thế trên các cơ má cơ mặt là nó có cái sự giật nó nó giật của các cơ xong bên ở bên trong nó chuyển động xong nó lên đến đỉnh đầu lên đỉnh đầu nó rất buồn nó như là có một cái sự chuyển động trong 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 não ừ. thì cái trường hợp như thế này thì như thế nào thầy? cái trường hợp đó là một trường hợp nó 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 có thể là nó rất tốt bởi vì nó đã đánh đậm nó đã khuấy được cái chỗ đó trong cái sự biến đổi trước đó thì nó nó vẫn có như vậy nhưng mà nó có bằng một cách khác nhưng bây giờ nó có mình thấy được nhưng mà nếu mình kèm theo cái này thì mình cũng như nói thầm nó mình nói thầm nói vậy đó thì cũng nhìn tu thì cái điều đây là một cái điều mà có người có người không chứ không phải nhưng mà nếu mà cô áp dụng cái điều này thì có thể là cô cũng phát minh thêm nhiều cái mới cho chính mình nhưng mà cái này mình chỉ mới nghe lần đầu và mình cũng mới kêu bằng chút chút vào thôi nhưng mà mình mình bắt đầu mình thấy cái chuyển động như vậy tức là mình không bị mất mình tức là mình đang ở nghĩa là gọi là thân đau tâm đó mà bởi vì tâm đó cho nên thân mình biết được thân nó đang chuyển động tới đâu thì nó mỏi tới đây hay nó mỏi tới đây nó lên tới đầu nó xuống tới đâu nghĩa là thân nó trong toàn tâm nó trong toàn thân yeah. toàn thân mà thân nó khởi tới đâu thì tâm nó kiểm soát được tới đó nó rõ ràng yeah. mà kiểm soát nó không có cần ghi nhận trở lại mà nó nói lên để cho nó tan biến cái đó đi yeah. <laughs> cuối cùng tất cả bởi vì cái này nó cũng có một cái tên cái nói rồi nó nói nói như vậy cuối cùng thì nó không có cái gì trở lại nhớ lại cả nó bởi vì mình đã nói hết rồi mình biết hết rồi thì còn gì nữa nó nó lạ lại nó có những cái bí mật của cái tính chất mà mình thấy thì giống như là ừ, thô phòng hòa à, sợ ba à, đồ này kia đó nhưng mà thật sự khi mình áp dụng và mình thấy cái hiệu ứng của nó thật sự nhanh chóng quý báu lắm Đó. À. cho nên hồi xưa thầy nói đúng thầy nếu mà thầy gặp cái này sớm thì thật sự thầy áp dụng thì có vẻ là tiến quả khá hơn không biết chừng nhưng mà thầy chỉ chỉ cố gắng lấy chính mình nghĩa là khi đi phải biết mình đi khi dừng phải biết mình dừng tại đâu ngồi an ngay ngán nhiệm màu Thằng như, như, nằm như sư tử thần thâu thức nhàn ăn từ ý dục mang mang nói là biết đậm theo ngàn mũi bay chỉ cần một chút thẳng ngay nhìn tường tận đó nhìn tường tặng đó rồi sao chẳng còn đó là cái bài này thầy làm rất lâu rất lâu hồi mà còn sa di chưa thọ giới của túc rất lâu và tự thầy làm để tự tu mà cũng là hướng dẫn mấy chú ở dưới chùa phước hậu đó, nó đi qua rất lâu rồi bởi vì thầy có cái chí muốn biết mình dữ lắm còn biết người ấy thì biết cũng được không biết cũng được kệ họ nhưng mà nếu thầy thầy không tự biết người này thì tự nhiên thầy cảm thấy nó mình có một cái gì nó rất mơ hồ, đó. nhưng mà nhờ cái sự biết, nhờ cái sự cần mẫn là tâm tối đó mà mà thầy có thể phân giải được cái này. cho nên bây giờ gặp được chánh pháp rồi thì có lẽ là là cũng là Phật dẫn đường cho cho mình như vậy. cho nên nếu mà cô thấy có cái duyên đó thì cô sẽ thực hành ngay từ bây giờ. đứng lên, ngồi xuống, bất cứ gì mình cũng nên rõ ràng. Và mình nói cho trong người mình cho nên nó để rồi còn giáo một bữa nữa nó mới thấy cái, cái tài liệu này. Đây là đây là một vị thiền sư uh, của hòa hòa thượng uh, Ma Si ừ. với là Sila Năng đa hai vị thượng hòa thượng này ở bên Nam Tâm, bên theo mà các vị này họ cũng có một sự chứng đáp rất vững cho nên họ vừa vư... được trong phải không có đơn giản người ta tu ở Thái Lan ở Miên Điện mỗi năm đều có cái người phải xác định người ta phải hay có một là họ phải thuộc kinh điển họ thuộc hồi xưa thì họ thuộc cái cái tạng rồi sau này họ thuộc từng bộ ví dụ một bộ tương ưng bộ uh, kêu bằng trung bộ hay là bộ gì đó họ phải thuộc cả bộ bằng Bali như vậy đó rồi cái thứ hai là họ phải chứng chứng từ từ cái gì đó ở trong một cái cái thiền thiền viện ít nhất là phải có một hai người gì này. mỗi năm phải có một hai người họ đạt được cái quả gì đó thì cũng cũng như thật sự thì xạo họ mới làm thầy mới ra trường được chứ còn người chúng sanh không biết nó đọc lý thuyết bây giờ mình cũng đem lý thuyết ra mình giảng mà mình không có chút kinh nghiệm gì thì thật sự thầy thấy nó nó cũng có một cái gì đó bất nhẫn thôi à, chưa đầy tám rưỡi nhưng mà mình cũng có thể nghĩ sớm một chút chúng sanh vô biên thề nguyện độ phiền não vô tầng thể nguyện đoạn pháp môn vô lượng thề nguyện học phật đạo thể nguyện thành nguyện đem công đức này hướng về cho tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đầu